mà chúng ta kiếm tiền ở trong thị trường đầu tư nói chung và ở trong thị trường tài chính quốc tế nói riêng là cơ hội rất là nhiều và liên tục năm nào cũng có, năm nào cũng có ít nhất là 2 nhịp lớn và 4 nhịp con. Chính vì thế chúng ta, việc chúng ta phải trang bị cái kiến thức chúng ta này, trang bị kiến thức để chúng ta có kiến thức thì chúng ta mới nhìn nhận được đâu là cơ hội, đâu là cơ hội, đâu là cái cơ hội để biến nó thành tiền, đâu là cơ hội biến nó thành tài sản. Chứ nếu chúng ta không có kiến thức thì chúng ta chỉ nghe đài, nghe báo, đọc sách, đọc báo TV, nó có cái sự kiện đấy thôi, nó chỉ mang tính chất thời sự thôi, không biết cách biến nó thành tiền. Mọi người hiểu không ạ? Cho nên là khi chúng ta học những cái tri thức này, học những cái kiến thức này, chúng ta biết được nó có sự kiện này thì sự kiện này nó ảnh hưởng như thế nào đến thị trường đầu tư, thì lúc đấy chúng ta biến nó hoặc là biến nó để biến nó thành tiền được, biến những cái sự kiện thời sự đấy nó có thể tăng cái đó, nó giảm cái kia và biến cái sự kiện đấy để biến thành tiền được chúng ta đấy, qua thông qua những cái nhịp sóng của thị trường như thế này, được chưa ạ? Nào, hai quay bên cạnh là biến kiến thức thành tiền. Tranh về tài chính thì nó rất là sáng và rõ, giống như là một cái bản đồ kho báu vậy, nó rất là tuyệt vời. Cảm thấy là mình thật là may mắn khi là mình được biết đến anh Biên. Quá là tuyệt vời, rất là cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy giáo. Cảm ơn thầy.